Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Na Thái Thể Lực Thống Đốc Cần Thơ. Thì hôm nay thì ngày 30 tháng 6 năm 2023, em hiện giờ là đang ở Thế Lai, ở cái bản mà con thấy ha. Đang ở thị trấn Thế Lai. Đang đi giao một số cái phần thuốc ha. Làm trái cho anh khách này anh ở Thế Lai. Mà cái vườn mà bà con em thường đi bằng xuồng ngoài đó bà con. Thì hôm nay thì anh cắt cành được 17 ngày rồi. Thì anh lý do là trong cái thời gian gần đây thì anh gặp những cái vườn lân cận của anh làm không có đậu trái, nên là khi mà cắt cành là 17 ngày thì anh mới gọi em. Thì đây là một cái đây em đang ở Thế Lai bà con. Một trong những cái lý do mà bà con làm na thất bại á, thì cái lý do mà lớn nhất đó chính là cái tôi của bà con. Em nói này là em nói bà con đừng buồn. Thì em nói là ai thì cũng nghĩ là mình sẽ làm được ha, làm được về để trái cái Na Thái là dễ, ai cũng nghĩ mình sẽ làm được. Em đi rất là nhiều vườn bà con, em đi rất là nhiều vườn. Đây là cái cầu Thủy Đội bà con, rất là nhiều vườn. Thì có nhiều vườn thì nói chung là cũng rất là tin tưởng em, theo em mỗi cái quy trình luôn, theo em từ đầu A tới Z luôn. Thì hiện giờ là những cái vườn mà em đang hỗ trợ, cái vườn mà cụ thể nhất á, là cái vườn ở Long An. Thì một cái câu chuyện rất là cũng không biết là vui hay buồn, nhưng mà hai mẹ con làm thì người mẹ thì theo em quy trình toàn bộ, tại vì hồi xưa là chị ấy có theo em là về cái kỹ thuật nuôi trái và tứ thùng ép mít dùng bơm rất là hiệu quả cao, nên là mùa này là chị tin tưởng em tuyệt đối luôn, chị giao cho em hoàn toàn luôn. Thì cây của chị là đang đậu rồi, cây đậu tầm nó đang trong một thời gian đậu, mới cắt được 40 mấy ngày thì đậu rồi. Còn cái vườn của con trai chị á thì không đậu gì hết, dục hết. Thì cái mùa này thì ẩm dài thì em cũng gặp nhận rất là nhiều những cái cuộc điện thoại ha. Đây, bữa nay em đi giao phân này bà con. Ở này em để trong học này, nãy có chuyện mưa. Còn phân cũng ăn sao nữa. Thì chung là cái mùa này là em đã đang nhận rất là nhiều cuộc điện thoại. Mà khi mà bà con mà đã coi như là cắt cành rồi mà cũng bông hết rồi thì mới điện em. Thì những cái vườn đó thì bây giờ nó mang cái ý nghĩa là em cố gắng hết sức tới đâu tới thôi, chứ quý bà con mình gọi em trễ quá thì nó cũng gặp khó cho nhiều vấn đề lắm. Tại vì cây na bà con nó không có đơn giản đó bà con, không phải đơn giản mà mình làm là đậu, thụ phấn là đậu, hoặc là mình đi phân thuốc đơn giản là nó đậu. Nó phải đảm bảo tất cả các yếu tố mà em đã có chia sẻ trong cái bài viết trước của bà con, là từ cái yếu tố là tiềm lực của cây, yếu tố là ép cây, yếu tố là độ già của cây, yếu tố là dinh dưỡng điều độ, yếu tố là nhiệt độ đó, và yếu tố thêm nữa là về cái cách làm của bà con ha. Đây em đang đi vào vườn của anh ha. Vườn của anh thì tí xíu tới hồi không thì nó phải đảm bảo. Khi mà bà con gọi cho em á, thì em nghĩ là nếu mà bà con thực sự muốn tin tưởng anh em thì nên gọi cho em vào cái giai đoạn đầu tiên mà chuẩn bị làm trái, tại vì nó rất là khó bà con. Nó phải đảm bảo được tất cả các yếu tố ha, đảm bảo được tất cả các yếu tố, nó có một cái gọi là một cái hệ quy trình thống nhất, thì cái cây nó mới đảm bảo được cái lượng đậu trái cho bà con mình.
qua giờ thì có rất nhiều bà con gọi em giờ kêu cứu, vườn mùa này là kế bên hoặc là vườn không vườn nào đậu hết. Đây là một cái tin rất là sốt đối với bà con mình đang xử lý trong cái giai đoạn này ha. Thì em nghĩ cái nguyên nhân rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chính là em sẽ chia sẻ cho bà con về cái nguyên nhân của cái mùa này mà nó không đậu. Thứ nhất là bà con làm sai quy trình, thứ hai là bà con cái mùa này nó cũng là mùa nghịch bà con, nó cũng rất khó. Cái thứ tiếp nữa là cái nguyên nhân chính là do cái khí hậu nó thay đổi. Bà con có nhớ là khi mà cái vườn bà con mà trong Tết á, mà bà con làm đang có trái luôn là nó bị ngủ đông xong rồi là cây trái đều nó bị ức chế, chưa thu hoạch nữa là hiện tượng non đã ra rồi. Thì cái mùa này nó thay đổi rất là nhiều về khí hậu, nên bà con mình cẩn trọng trong cái việc mình làm đó. Thì hôm nay thì cũng cố gắng đi đánh vườn của anh, nói chung là nếu mà 17 ngày thì khả năng cứu vẫn còn kẹp, không kẹp, nhưng mà trên nữa thì thua. Thì em cố gắng em làm hết sức thôi, chứ nếu mà bà con mà làm đảm bảo cái quy trình của em từ đầu ra tới cuối và sử dụng đúng theo như lời của em hướng dẫn hoặc là cái liều lượng vân vân, thì em tin rằng là cái cây nó sẽ đậu thôi. Cái vườn ở Long An này em làm rất là thành công, có thể là ngày mai là em đi vườn đó và em đang hỗ trợ hai cái vườn ở Long An luôn, là khách cũng nhờ em đến đó, thì ngày mai là em sẽ sắp xếp lịch đi đến cái vườn của chị Long An đó, thăm vườn đó chị trước, xong rồi sẽ đến những cái vườn mới để em hỗ trợ đó. Thì hôm nay thì mời bà con mình vào mình xem cái vườn của ông anh này như thế nào á, thì cũng tí xíu nữa thì em sẽ chia sẻ cho bà con một số cái việc nó quan trọng trong cái mùa này nha bà con. Rồi đây vườn của anh nha bà con, đây là vườn con nha, còn cái vườn bên kia làm trái là cái vườn bên kia đang đi lại rất là rộng. Rồi mời bà con qua vườn đang làm trái của anh, vườn lớn. Rồi tới cái vườn ảnh nha bà con, phải đi cầu khỉ. Cắt bữa mang bữa mấy à? Cắt bữa 24 nữa. Nè anh để ý đi cái bị vàng đỏ nè, thấy không? Vàng lá, cái lá vàng nè. Chết luôn. Cây anh thấy nó cây nó không sạch. Mưa luôn. Rồi. Nói về cái vấn đề là thời gian này là có rất nhiều bà con điện em nói là cái mùa này là để trái là chuột nhiều, rất là nhiều luôn, nên không có đậu gì hết. Thì kêu bây giờ biết sao, thì cũng chia sẻ cho bà con một số cái việc như sao ấy. Không vậy xịt gì rồi, không xịt gì luôn. Chưa có xịt gì hết á. Thôi rồi. Bởi vì nói lá non không biết xịt được không à. Đáng lẽ là cái gì nè, cái cây mà mình làm trái á, ví dụ như trước khi anh muốn cái lá non anh không dám xịt, thì cái vườn của anh trước khi lá già là nó phải sạch, đúng chưa? Hoặc là sau cái lá già đó là anh lúc anh tạo mầm là anh phải xịt được, anh diệt được mấy cái nhện đỏ, là phải tiệt luôn nha, anh dùng những cái loại thuốc mà phải tiệt. Nếu mà không tiệt là ví dụ như anh xịt bữa nay đi, 7 bữa sau là nó có lại thì nó cũng chết nữa. Mình bây giờ đang giai đoạn lá non,
lá non là mình bá vô thì mình không dám bá đúng liều, mình ấy nhẹ thì nó không chết hết, nó căng vậy đó. Cái cây mình nó phải sạch từ đầu tới cuối luôn, phải lúc là lúc tạo mầm là nó phải sạch rồi, à, phải dùng đúng loại thuốc, cái đó là quan trọng lắm. Cây mình sạch thì cái đọt với lại cái bông rồi nó mới sạch, nó mới dễ đậu, nó bị bò chỉ vô. Đúng rồi, trước khi cắt là mình phải xịt rửa giường, Gigumin đó là nó hay nhất, Gigumin nên xịt dương nhện đỏ, dương kháng sâu, bàn đó thôi chứ đâu có gì xịt nhiều, bàn đó xịt cho đẫm cây luôn. Thì cái lúc đó nó cũng quan trọng đó, là khi mà nó đã tẩm rồi á thì nó không còn đó, thì lúc cái lá non ra nó rất là mướt, nhìn cái cây nó mướt lắm, nó không có bị mình không có nhìn thấy nó sần sừ. Cái đó cái vườn anh nó bị nhện đỏ nữa đó, nhện đỏ bò chỉ rồi nó cũng bu dữ lắm, mình không có thấy được đâu. Cây mình thấy lá nó cằn cằn vàng vàng nhẹ nhẹ là mình nó đó, chứ không nào chứ cái mùa này nó tốt mà đâu có phải bị rễ đâu. Nó một cái nguyên nhân mà cái mùa này mà nó không đậu á, có nhiều vườn hấm dài điện quá trời điện luôn, nó thụ rồi không đậu gì chứ để cũng không đậu nữa, do là cái bữa hấm là cái mùa Tết á là nó bị ức chế cái cây. Qua mùa này là rất là tốt, anh nghĩ nên thấy đi vườn nào nó cũng tốt chứ, cái mùa này là nó tốt lắm, tốt. Nếu mà mình đi mà không có theo cái dinh dưỡng của nó, không có điều độ á, là nó qua nó nuôi đọt chứ. Dẫn mấy đi lên ruộng rồi chứ gì, hổ chỉ chợ kỹ thuật nè chứ gì. Cái thường là từ ví dụ như em cắt cành, mình cắt cành là mình đã xử lý khâu ấy rồi đó, em nói anh rồi đó, mình rửa vườn rồi đó, là khúc sau là không có xịt gì nhiều chứ, là chỉ xịt pha nó 1/3 liều cái thằng nhện đỏ. Từ ngày cắt cành, mình tính từ ngày cắt cành ha, đến ngày thứ bảy, là ngày thứ bảy đến ngày thứ 10 là mình phải gãy ra dưới kali canxi bo chứ dặn cho nó tí xíu 16 16 8. Nếu mà mùa này nó tốt gì là phải thêm tí kali nữa, thêm 100 gram kali nữa. Chung là mỗi cái mùa, mỗi cái kỹ thuật đó, nó không có theo một cái bài nào nhất định chứ, nó phải tùy vào cái mùa và nó tùy vào cái giai đoạn cây. Ví dụ cây của mình thấy nó đi trượt quá là phải dặn nó lại, là mình do mình đi dinh dưỡng không điều độ là cây nó đi mình thấy khác rồi đó, thấy mấy cái đọt trên đó nó bung lóng không, mấy cái bung lóng đó là cái đó là nó đang thiếu dinh dưỡng đó. Tại vì thông thường cái cây thường nó có dinh dưỡng, nó sẽ đi nuôi đọt trước nó mới qua bông, còn nếu mà mình cung cấp nó đầy đủ, nó đồng đều á thì nó sẽ nuôi đồng bộ, thì nó không có đi những cái trượt phượt như vậy. Nếu mà đi trượt phượt gì mà mình làm không kịp thời nữa là nó đi luôn rồi, là nó đâu có nuôi bông nổi đâu, đâu có dinh dưỡng nào qua bông. Mới tưới vào Gigumin với gót hai đó. Bây giờ mà tưới Gigumin với gót hai thì cũng được đó, nhưng mà nó vô tình nó hại đó. Ví dụ như nó hại chỗ là cái dinh dưỡng là mình không cung cấp cho nó, mà mình lại phát triển cái rễ cho nó tốt, để nó hút những cái dinh dưỡng mà mấy không phải là cái dinh dưỡng để nuôi bông, thì nó qua nó nuôi đọt trước. Đúng đấy đó. Cái mà anh xịt anh tưới Gigumin á là tốt nhất là khi mà anh cắt anh thu hoạch xong á, anh tưới á, lúc đó thì nó hay. Lúc đó là nó không có liên quan tới đậu trái chứ, nó hay chỗ đó. Dạ, tưới thì cũng được mà. Tưới cũng được. Nó phượt đó. Đúng rồi đó. Nó phượt quá nó không đậu. Mình tại do cái dinh dưỡng mình đi thôi, do là dinh dưỡng mình đi thôi chứ nó không nằm ở chỗ ấy. Nếu mà dinh dưỡng mình đi đúng thì mình vẫn có thể sử dụng như vậy được, do dinh dưỡng mình đi. Dặn kali thêm, như trong kali canxi bo đó mình dặn thêm. Thông thường thì cái mùa mà nó cặn thì không cần phải dặn kali, tại vì trong 16 16 8 nó đã có kali rồi, mình không cần dặn thêm. Bây giờ mình dặn thêm 100 gram đi trong gốc, thì xài sẵn trộn vô đó luôn, mình tăng cường kali vô đó, nghĩa là nửa lon nãy ba kali đó, kali em đem anh trồng đó là anh lấy nửa lon, rồi anh thêm 100 gram kali, rồi 16 16 8 anh thêm ít thôi, nghĩa là thêm chút nữa thôi chứ không đừng thêm nhiều, mình chia ra ha. Nó trồng ba cái na đài lon nó có gãy một lần ta lấy cái si bo nè, chạy lên trong cái bịch mua cho nó. Cái xong rồi đó là cái cử anh gãy đi, ở trên anh xịt nhện đỏ với kháng sâu độc. Bây giờ mình xịt đúng liều thì không được,
nhiều khi nó sợ nó vô nó đọt nó không im, mình sẽ thay nhẹ hơn nửa liều thôi, nửa liều. Xong ở trên là hôm giờ là mấy ngày, 17 ngày hay 18 ngày hả? 18 ngày rồi giờ xịt canxi bò sữa luôn, tại cây mình nó đang thiếu rồi. Thông thường thì tới ngày thứ 20 thì bên em mới xịt mấy cái dưỡng chất đó, tại vì anh đã có canxi kali canxi bò ở dưới rồi. Mình cái giai đoạn từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 20 á là chỉ là trên là phòng ngừa nấm bệnh với lại ba cái thuốc nhẹ nhẹ thôi, giữ cái đọt thôi, chứ còn ở dưới nó đi từ gốc đi lên này. Cái này mình xịt sâu với là idumin rồi canxi bò đồ chung cái một luôn nữa không, cộng luôn nữa không được? Canxi bò sữa nãy anh đem anh canxi bò sữa, cha em xịt canxi bò sữa không à. Canxi bò sữa là cử nào cũng có nó luôn, từ ngày thứ 20 cho lên đó là cử nào cũng có nó. Rồi xong ha, là anh xịt cứ 7 ngày, em không kể dưới ngãi gốc này, ngãi gốc anh nói anh thấy rồi, gốc anh hiểu rồi. Rồi cái ngày từ thứ, ví dụ như ngày mai anh xịt đi, thì cách 7 ngày. Bây giờ canxi bò sữa là cử nào cũng có là một nè. Cử sau, ví dụ như anh, cử này anh xịt Gigumin rồi, cử sau anh xịt Antacol. Để Antacol thứ nhất là nó trị ba cái nấm khuẩn là thắng thư, nhưng mà đồng thời nó cung cấp luôn cái kẽm cho bông với đọt. Mình thay thế đó vô xong rồi là mình xịt thêm hằng nếu anh cho con phải không, anh cho con canxi bò sữa, mình cộng thêm hằng bo. Trên thực chất á, thằng bo nó không có đủ chắc, thằng bo nó rất là quan trọng cho nó dai cuốn. Có mua chai gì rồi giờ thì anh pha vô cái liều sau ha, xịt ha, mình xịt canxi bo thôi, canxi bò sữa thôi. Trên thực tế đó, mấy cái thành phần trong cái thằng canxi bò sữa, cái lượng bo nó rất là thấp, nhiều khi là không có luôn, nhiều cái thuốc chỉ để vậy thôi, nhưng mà mình phải bổ sung bò vô cho nó dày cuốn đó. Xong rồi qua cái cử sau là cũng cách nhau 7 ngày đến 10 ngày thì anh vẫn tiếp tục xịt canxi bò sữa, và anh quay lại Gigumin ha, hoặc là Elias, mình có thể mình đổi thuốc, mình phải luân phiên vậy đó, mình đổi thuốc Elias hoặc là Gigumin, anh cho con một trong ba đó, mình chỉ xịt một cử, mình chỉ có tồn tại một thằng thôi, nhưng mà mình phải đổi để cho nó cung cấp. Cái cử này nếu mà mình không xịt anh cho con, mình sẽ xịt thằng siêu kali kẽm, nó sẽ bổ sung kẽm, nó không phải là anh cho con nữa, mà là nó là siêu kali kẽm để nó cung cấp kẽm, nó cái cây dinh dưỡng nó đồng bộ vậy đó. Anh cứ luân phiên anh xịt vậy đó, là nó cứ đúng liều luân phiên xịt thằng anh cho con với thằng canxi bo kẽm, siêu kali kẽm em đem trọng á, thì cử có anh cho con thì không có siêu kali kẽm, mà cử có siêu kali kẽm không có anh cho con, mà cử có anh cho con thì không có Gigumin, cử có Gigumin thì không có thằng anh cho con, kiểu vậy đó. Mình luân phiên, mình làm sao cho nó đủ dưỡng chất là nó ổn à. Rồi thêm cái ngày thứ 27 đi, tại vì bây giờ nó hơi ngắn nè, cái ngày này là cái bông là mình gãy kali canxi bo là nó cho nó nuôi cái đợt bông đầu nè, còn cái đợt bông sau á là từ thứ ngày thứ 27 anh gãy thêm cử kali canxi bo. Mình coi tùy vào cái đọt nha, ví dụ như cái đọt nó phượt quá thì mình không cần thêm cần thêm 16, 3 số 16 mà mình tiếp tục mình dặn kali, hoặc là mình thêm ít thôi, thêm 3 số 16 mình thêm ít thôi, kiểu như mình giảm liều rồi đó. Thông thường là cha em ví dụ như cái mùa mà bình thường, cái mùa cặn á thì là nửa lon này nửa lon kia, nhưng mà cái giai đoạn này nó tốt thì mình phải điều chỉnh lại, ví dụ như nửa lon kali canxi bo nè, thêm 100g với cái giảm cái liều cái thằng kia lại 10 ngày gãy lần ha, chỉ giải hai cử thôi. Dạ. Đậu rồi thì tính tiếp đó. Là đậu rồi thì mới quay qua đây dọn nuôi trái. Em nói anh bây giờ nuôi trái luôn cũng căng thẳng nữa. Anh thấy cái vườn cái bên kia không bị khói đèn nhiều đúng không? Nó đi từng cái quy trình. Nhưng mà ví dụ bây giờ là mình phải cái cây mình sạch nè, thì lúc đó cái trái mình nó mới sạch. Cái cây mình từ nhỏ mình không sạch rồi là cái trái non nó cũng không sạch luôn đó. Nó sẽ ảnh hưởng luôn đó. Bởi mình phải đi nó nguyên cái quy trình cho nó thống nhất vậy đó. Nó dễ đậu lắm. Em đang hỗ trợ trên bà chị Long An, bà tin tưởng em lắm. Thấy cái mùa rồi đó là em xài ép mít, em cho cái trái bà không lớn, em đưa bà ép mít với thùng với thùng bơm, bà xài vô trái bà sáng đẹp, nói chung là tin em tuyệt đối luôn. Là nguyên mùa sau này em đang hỗ trợ chị, là chị em đi, em kêu chị đi gì là chị đi đó. Bây giờ là cây của chị đang đậu rồi, còn cái người con của chị là không có theo bên em, là đang giục hết rồi. Hôm về là nhiều bà con điện em giục nhiều lắm, nhiều khó đậu lắm, mùa này khó đậu. Có cái mùa dễ đậu nhất là cái mùa mà qua Tết mà làm đó, cái mùa vừa rồi của em đó, nó dễ đậu do là cái khí hậu nó còn cái xe thời tiết xe lạnh của cái giai đoạn Tết đó, thì
thì nó không có quá, nó không có quá bị nóng. Anh thấy cỡ này mưa thì mưa, nhưng mà có ngày nắng thì nắng gắt. Cái giai đoạn nắng gắt đó là cái bông của nó bị dợp. Anh thấy, anh để ý cái mùa này á, là cái bông của nó không có nở thẳng ra. Mùa này nó không có nở thẳng ra nha. Nó chỉ là hơi hơi giúp giúp thôi là nó bị dợp rồi đó. Nó nghĩa là cái bông nó không thẳng nổi đó. Mùa này nó nghịch, nó khó gì đó. Nó không bung ra như cái mùa kia. Mùa kia nó xe lạnh lạnh nó bung. Mùa này nó buổi trưa là nắng gắt luôn đó. Nắng mình ra mình còn cháy da đó. Nhưng mà trong cái giải pháp này á, ví dụ như tới cái giai đoạn đó ha, nếu mà có mưa rồi thì thôi. Nếu mà trời nắng gắt quá 3-4 ngày liên tiếp mà nó đang trong giai đoạn thụ phấn phải không? Anh lấy cái máy cái là anh kéo lên rồi đó phải không? Anh kéo lên rồi đó phải không? Kéo dần phun lên rồi. Cái anh phun sương buổi chiều khoảng 3-4 giờ anh phun sương. Mình phải kết hợp nó đều đặn như thế, nếu mà có mưa rồi thôi. Thì mình làm cho nó giữ cái ẩm lại, cho để nắng quá nó cũng không đậu nổi nữa. Mà mình đừng có xịt cho nó ướt gốc nha, mình cứ qua sương cho anh thôi. Xịt khoảng từ 5 phút là được rồi. Dạ. Thì cái quan trọng là nó chung là cây na nó khó lắm, cực kỳ khó. Em ví dụ như anh làm nó thành công một vụ rồi phải không? Ví dụ như bây giờ cái vườn của em đi, em làm cỡ nào nó cũng đậu vậy. Lý do là nó đã có cái nền sẵn rồi, như là nó đã vô cái quy vô như kiểu là nó theo cái khuôn rồi, cái cây của nó đã thích hợp vậy rồi. Cứ già là cắt là xử lý là đậu. Tại vì trong cái giai đoạn một cái cây nó muốn đậu ở cái nào thái á, nó có liên quan nè. Ví dụ như cái cây của mình nó phải lực. Cái mùa này cái cây của anh là bữa hổm anh nuôi, là anh nuôi anh không có thúc phân nhiều là do trái ít đúng không? Do trái ít mình đâu dám thúc phân nhiều, nó phân nhiều lỗ sao. Nhưng mà hồi xưa cha em làm mấy cái vụ đậu á, trái đậu xịu à, mà cha vẫn thúc. Tại vì cha có làm vườn không biết, vẫn thúc nuôi cây bình thường, cho cây nó tốt bình thường, rồi xong rồi nó già đi lại thì lúc đó là cây nó đủ tiềm lực, nó làm nó lên trái. Chứ ví dụ như mình cứ nghĩ là nó không quan trọng khi nào cắt cành nó mới quan trọng, là không phải. Lúc mà nuôi trái đó, nó cũng quan trọng lắm đó. Cái đó là mình cứ nuôi bình thường, nếu mình rút kinh nghiệm đi, ví dụ như lỡ mà có thất bại hay gì đó, mùa sau mình rút kinh nghiệm. Vậy nếu mà đậu ít mình cứ vẫn nuôi bình thường, vẫn chế độ phân cho nó bình thường, hoặc là mình tưới thuốc thùng cái kiểu cho cái lá mà anh thấy nó đậu là nó rất là dày lá nó bóng lắm, lá nó già cằn luôn, nó khác cái lá đủ chắc, nó khác cái lá nó thiếu chắc, nó khác. Đó là một cái yếu tố nữa đó. Yếu tố thứ hai nữa là cái lúc mà cái anh cắt cành là phải cái anh ép, anh đợi cây nó già thiệt già rồi anh hãy ép, chứ nó còn non quá anh ép nó dở. Tại vì khi mà người ta đã đậu thành công rồi á, là người ta nuôi mạnh rồi, là lúc cắt cành rồi là lúc, em xin lỗi, lúc cắt trái rồi là lúc nào cái cây trên cái cây nó cũng già rồi hết trơn á, nó vô cái khuôn rồi, nó không phải như mình mới làm, nó khác. Anh cứ đợi cho nó già, anh đừng có gấp, ai làm kệ, mình đợi cho cây nó già thì già đi, mình thấy nó già thấy nó cằn cỗi luôn rồi cái mình làm, mình tạo mầm giống như anh tạo hôm dài đó, mình cứ tạo xịt rải kali. Mà cái thường cái vụ này ha, ví dụ tại anh không điện em sớm, nếu mà điện em sớm á là anh phải rải 2 cử kali, gần cắt là phải gãi thêm cử nữa rồi mới cắt thì nó sẽ hay lắm á. Thì cái mùa này nó khác, còn cái mùa cằn thì mình gãi 1 cử kali thôi, cái cây nó đang cằn sẵn rồi đâu cần gãi nhiều kali. Còn mùa này tốt là mình phải gãi 2 cử kali, nó khác nhau. Bởi vì là mình cái đi nó phải đi ngay từ đầu hết thì nó mới dễ. Rồi xong là rồi tới cái giai đoạn mà em nói anh, nó là phải quản lý tốt cái sâu bệnh đó, nó quan trọng lắm. Ví dụ như cái cử mà anh cắt cành rồi là anh rửa cây đó, thì cái thuốc của anh nó phải đảm bảo là 20 ngày là cái thuốc cái con nó không tái, thì cái cây nó mới sạch. Ví dụ anh xịt có 7 ngày nó có lại cũng khó, rất khó. Rồi thì cái đó, cái nữa là cái yếu tố đó là cái quản lý mình sâu bệnh đó, nó cũng quan trọng lắm. Cái bông mà anh xịt Gigomin nó sạch đó, nó cũng dễ đậu, cái bông nó sạch đó. Nhưng mà bông nó không sạch nó cũng khó đậu. Nó bị bệnh rồi là nó không đậu á. Lúc đậu thì nó cũng bị đen. Bị đen nó cũng bệnh, nó méo mó hết trơn à. Cây mà nó phải khỏe. Rồi giờ mình thái vậy. Rồi. Vô nè.